Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video buổi sáng ngày thứ tư, ngày 29 tháng 5 năm 2024. Kính thưa quý vị, hiện tại thì chúng ta đang có mặt trên con đường Lý Thường Kiệt, là con đường Nguyễn Văn Thoại năm xưa. Bên phía tay phải màn hình của chúng ta đó là một loạt căn kiosk mà trước đây người ta kinh doanh về vật liệu xây dựng. Tuy nhiên thì trong thời gian vừa qua phải nói hàng loạt kiosk ở đây, cửa hàng buôn bán về vật liệu xây dựng ở trên con đường Lý Thường Kiệt này đóng cửa và dường như là họ cũng đang dán những cái tờ giấy cho thuê. Tuy nhiên thì chúng ta biết rằng cái việc mà cho thuê nhà ở tại Sài Gòn của chúng ta hiện nay nó đang rơi vào một cái tình cảnh rất là khó khăn luôn anh chị. Theo hướng phía trước màn hình của chúng ta là đi về bên chợ Tân Bình, còn ngược phía sau lưng màn hình của chúng ta đó là đi về bên trường đua Phú Thọ anh chị. Và để bắt đầu video trong ngày hôm nay, Tường Vũ Channel xin kính chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn luôn luôn sức khỏe tràn đầy và thành công trong cuộc sống của chúng ta. Phải nói những cái căn nhà ở đây thì mình thấy cũng đang dán cho thuê rất nhiều luôn chị. Có thể nói rằng kinh tế ở tại Sài Gòn của chúng ta nói riêng và Việt Nam nói chung trong quý 1 và quý 2 năm 2024 này thật sự để mà hồi phục lại như ngày xưa thì nó quá khó khăn đi. Chúng ta đang bước vào những ngày cuối cùng của tháng 5 năm 2024, tức là còn một tháng nữa thôi chúng ta sẽ kết thúc đi quý 2 của năm con rồng này. Tuy nhiên thì rõ ràng là kinh tế nó vẫn đang nằm ở một cái mức khá ảm đạm luôn anh chị. Đó, phía bên kia đường thì cũng có một căn nhà rất là lớn đóng cửa cho thuê. Và nói tình trạng mà làn sóng trả mặt bằng ở tại Sài Gòn của chúng ta vẫn tiếp tục diễn ra, chưa thấy một cái dấu hiệu gì gọi là dừng lại ở cái cơn lốc này. Điều đó cho thấy là trong năm con rồng 2024 mà chúng ta đang trải qua ở đây đang còn đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức anh chị. Kinh tế phải nói thật sự là khá ảm đạm, kinh doanh buôn bán thì ế ẩm, xuất khẩu cũng suy giảm luôn. Nhiều công ty xuất khẩu ở tại Việt Nam của chúng ta cũng giảm hàng ngạch rất nhiều. Cho nên mặc dù là kết quả tăng trưởng của quý 1 năm 2024 so với những tháng trước là tốt, nhưng nếu xét về xu hướng mà trong cái vai trò để mà ổn định phục hồi nền kinh tế thì chúng ta vẫn đang trong cái đà phục hồi rất là chậm luôn anh chị. Trong những năm 2022 chúng ta thấy rằng kinh tế nó đã khó khăn rồi, đến năm 2023 và thật sự là trong năm 2024 này vẫn chịu đựng khá nhiều áp lực. Công ăn việc làm cũng khó, buôn bán cũng khó luôn anh chị. Chính vì buôn bán quá khó khăn đi cho nên rất nhiều căn nhà đóng cửa trả mặt bằng triền miên mà không thể nào tìm được khách đến thuê luôn anh chị. Con đường Nguyễn Văn Thoại năm xưa theo cái hướng mà chúng ta đang di chuyển là đi về bên ngã tư Bảy Hiền anh chị, về hướng của bệnh viện Thống Nhất, bệnh viện vì dân năm xưa đó. Trong quý 1 năm 2024 thì thật sự mà nói thì chúng ta cũng có phần nào đó lạc quan một chút xíu về tình hình kinh tế ở tại Việt Nam. Khách quan mà nói thì dần dần chúng ta cũng bắt đầu đi vào một cái vĩ đạo, gọi là vĩ đạo đúng hướng của nền phát triển kinh tế vĩ mô.
Cho nên chúng ta thấy rằng là mình đang trên cái đà phát triển và đang trên cái đà phục hồi. Tuy nhiên thì cái tốc độ này nó vẫn đang chậm chạp anh chị, phải nói rất chậm chạp. Và nhiều cái biến số, nhiều cái cơ hội chúng ta cần phải tiếp tục chờ đợi trong cái quý 3 hoặc là quý 4 năm 2024 này. Trên đường Lý Thường Kiệt này chúng ta thấy rằng cũng rất nhiều căn nhà phải trả lại anh chị. Và khu vực chợ Tân Bình là một trong những chợ sỉ thời trang lớn nhất tại Sài Gòn, song song với những chợ khác như là chợ Bình Tây rồi chợ An Đông, quận 5 Sài Gòn. Đó, nhà cửa buôn bán chịu không nổi anh chị, chịu không thấu, đành phải đóng cửa phá sản, vỡ nợ, dẹp luôn, nghỉ bán luôn chị. Trong năm 2023 thì chúng ta hy vọng là năm con rồng 2024 thì kinh tế ở Sài Gòn sẽ được dự báo có tính tích cực tốt hơn so với năm vừa rồi anh chị, dù là cái sự khó khăn nó vẫn còn có thể kéo dài cho đến hết quý 2 và quý 3 năm nay luôn. Sài Gòn của chúng ta là một trong những đầu tàu kinh tế trọng điểm của cả nước. Năm nay thì Sài Gòn chúng ta đặt một cái mục tiêu là tăng trưởng từ 7,5 cho đến 8%, tương đương với kế hoạch ở năm vừa rồi 2023. Tất nhiên thì chúng ta thấy rằng những tháng nửa đầu năm nay nó còn khó khăn quá đi. Chúng ta sẽ đi về bên khu vực chợ Tân Bình. Ngày hôm nay thì Tường Vũ Channel mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta cập nhật tình hình xung quanh chợ Tân Bình cũng như là bên trong chợ Tân Bình, để chúng ta xem thử là buôn bán mua sắm ở tiểu thương ở tại ngôi chợ truyền thống bán sỉ quần áo thời trang lớn nhất và lâu đời ở tại Sài Gòn. Cho thuê mặt bằng, cho thuê nhà anh chị, trên con đường Lý Thường Kiệt, quận Tân Bình. Phải nói chúng ta rất là xót xa và phải nói đau lòng khi mà thấy tình hình kinh tế đi xuống như thế này anh chị. Các cái chợ truyền thống ở tại Sài Gòn thì anh chị cũng biết rồi, không chỉ riêng một kênh YouTube Tường Vũ Channel ghi hình mà thậm chí nhiều cơ quan báo chí chính thống của Việt Nam cũng vậy. Đặc biệt là các trang báo chính thống ở Sài Gòn của chúng ta cũng đưa các cái tin tức về chợ truyền thống gặp nhiều khó khăn, buôn bán ế ẩm, vắng khách, tiểu thương họ cũng chán nản đi. Đó, trung tâm điện máy Nguyễn Kim nè anh chị, CMC Plaza đóng cửa phá sản từ rất lâu rồi anh chị.
cho nên chúng ta biết rằng là kinh tế tại Sài Gòn năm 2024 cũng sẽ tiếp tục chịu nhiều cái sự khó khăn, rất là chậm luôn anh chị, tăng nhưng mà còn chậm lắm. Phải nói ngày nay mà cái việc mà công nhân cũng là sinh viên tìm kiếm cơ hội việc làm tại Sài Gòn rất là khó luôn. Những công việc lặt vặt, công việc phổ thông thì nhiều, nhưng mà như vậy thì mức lương rất là thấp luôn anh chị. Đối với những sinh viên ra trường lấy bằng cử nhân, thậm chí là bằng khá thì rất khó xin việc làm. Ngày nay nhiều doanh nghiệp, nhiều công ty ở tại Sài Gòn của chúng ta yêu cầu rất là cao về trình độ. Đặc biệt nếu mà tốt nghiệp cử nhân đó, thì phải là tốt nghiệp loại giỏi hoặc là bằng thạc sĩ trở lên anh chị, thậm chí là tiến sĩ luôn. Còn hiện nay mà bằng có trình độ thấp như là trung cấp, cao đẳng thì phải nói xin việc để có mức lương ổn định là vô cùng khó khăn. Nhiều chuyên gia dự đoán là nền kinh tế ở Sài Gòn của chúng ta sẽ phục hồi mạnh trong hai quý đầu tiên của năm 2024 và sẽ ổn định tốt ở hai quý cuối cùng của năm 2024 anh chị. Đó là được dự báo tiếp tục cái sự phục hồi. Nhưng mà để có một cái khả năng bứt phá mạnh mẽ hồi sinh thì dĩ nhiên là không thể nào anh chị. Tại bằng chứng chúng ta thấy tình hình đang rất là khó khăn, làm ăn buôn bán nó chậm lắm anh chị, nó rất là chậm luôn. Phải nói khu vực vành đai xung quanh chợ Tân Bình của chúng ta thì rất là nhiều căn nhà đóng cửa và thậm chí là những shop quần áo thời trang luôn anh chị, kinh doanh thời trang họ đóng cửa luôn. Đó, bên phía tay phải màn hình của chúng ta nè, thấy không? Đó anh chị thấy không, mua bán các mặt hàng đồ lót, thanh lý, rồi công ty trách nhiệm hữu hạn, nhà bán 4m nhân cho 24m anh chị, bề ngang 4, bề dài 24m, liên hệ chính chủ đối diện chợ Tân Bình anh chị. Với những hình ảnh như thế này thì chúng ta bắt gặp rất là nhiều trên các tuyến đường ở tại Sài Gòn, tất cả các quận huyện luôn anh chị. Hôm trước có một số anh chị yêu cầu cập nhật ghi hình một số tuyến đường ở tại quận Tân Bình, thì hôm nay Tường Vũ Channel tranh thủ cập nhật trên con đường Nguyễn Văn Thoại này, là con đường Lý Thường Kiệt ngày nay. Phía trước màn hình của chúng ta đó là cửa chính của chợ Tân Bình anh chị. Vài phút nữa thôi mình sẽ đi vào bên trong để cập nhật một số hình ảnh cũng như là những con đường bên ngoài để gửi đến quý vị và các bạn thấy được tình hình ở tại chợ Tân Bình của chúng ta. Phải nói năm 2024 chúng ta vẫn chịu đựng một cái sự khắc nghiệt về nền kinh tế, đặc biệt là tình hình kinh tế nó quá bất ổn đi anh chị. Giá vàng, giá đô thì anh chị cũng biết rồi, thay đổi liên tục, giá đô tăng
rất là cao trong những ngày gần đây. Đặc biệt giá vàng thì thay đổi liên tục. Đó, các con đường chuyên buôn bán về quần áo thời trang đó anh chị, quần áo thể thao, thiếu nhi, người lớn rất nhiều xung quanh chợ Tân Bình. Đó anh chị thấy không? Rất là ế ẩm luôn, buôn bán rất là ế ẩm luôn anh chị. Thậm chí lúc nãy mình chạy trên đường này có nhiều nhân viên của nhiều cái shop quần áo người ta chạy theo. Người ta đưa cái card visit, người ta quảng cáo, người ta hỏi mình có mua đồ sỉ gì hay không. Người ta đưa anh chị bằng cách như vậy luôn, tiếp thị luôn. Tiếp thị quảng cáo shop quần áo thời trang của họ. Cho nên phải nói rằng năm nay là năm buôn bán rất là khó khăn đối với các cái chợ truyền thống ở tại Việt Nam của chúng ta, đặc biệt là khu vực các cái chợ truyền thống ở tại Sài Gòn. Chợ truyền thống của chúng ta thì phải nói là ế ẩm, tiểu thương thì gặp nhiều khó khăn. Hôm trước có một số anh chị nói là tiểu thương ở trong các chợ truyền thống ở Sài Gòn buôn bán bình thường. Thực tế là không phải bình thường đâu anh chị. Họ chịu đựng một cái doanh thu rất là thấp so với những năm trước. Tức là doanh thu của họ bị sụt giảm rất nhiều luôn anh chị. Chưa kể là những cái sạp đó người ta còn lỗ luôn anh chị nha. Một ngày bán mà chưa được 200-300 ngàn. Ngày xưa một ngày bán là vài triệu. Cho nên chúng ta cũng có thể dễ dàng hiểu rõ là sau đại dịch Covid-19 thì các cái chợ truyền thống ở tại Sài Gòn thường xuyên, phải nói thường xuyên rơi vào một cái tình trạng điều hưu vắng vẻ luôn anh chị. Làm cho họ cảm thấy rất là lo lắng và sốt ruột. Và từ đó dẫn đến cái doanh thu không có, ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Tiểu thương thì phải nói ngồi chờ khách rất là thê thảm. Ngay cả chợ Bến Thành, một cái chợ mà gọi là thu hút khách du lịch quốc tế rất là nhiều. Rồi sau đó đến chợ Bình Tây, chợ An Đông, chợ Tân Định, rồi chợ Bà Chiểu, một số chợ lớn tại Sài Gòn của chúng ta cũng chịu một cái cảnh rất là tê tái luôn anh chị. Bây giờ khách thì cũng có thể là người ta quen với cái việc mà mua sắm online. Cho nên những cái chợ vắng, ế ẩm như thế này thì tiểu thương họ càng khó khăn nhiều hơn anh chị. Trước đây anh chị biết là những con đường xung quanh chợ Tân Bình này nè, phải nói đông người qua lại mua bán nhộn nhịp suốt ngày luôn. Mà bây giờ thì phải nói là rất là ít khách ghé vào mua. Và không chỉ các cái sạp quần áo thời trang vắng khách mà những cái sạp khác cũng vậy anh chị. Rất là ế ẩm. Thậm chí người ta nói bây giờ người bán còn đông gấp bao nhiêu lần người mua luôn anh chị. 10 người bán mà có 1 người mua thôi. 100 người bán chỉ có 10 người mua thôi anh chị, thì như vậy rất là thê thảm luôn. Cho nên những tiểu thương người ta chán nản, người ta bắt đầu đóng sạp, bỏ sạp, sang nhượng sạp, nghỉ bán luôn chị. Có nhiều sạp nghỉ bán 3-4 tháng luôn. Có khách quen thì họ gọi số điện thoại thôi, chứ còn họ nghỉ bán luôn. Sang sạp, cho thuê mặt bằng, đóng sạp. Rất là nhiều luôn cô chú anh chị các bạn. Mà phải nói là tiểu thương mà thuê một cái sạp hay là mua một cái sạp ở trong chợ truyền thống Việt Nam chúng ta đó thì phải nói họ phải trả nhiều chi phí, chẳng hạn như chi phí quản lý nè, rồi các chi phí khác nữa, rất là nhiều chi phí, đặc biệt là tiền thuê.
Nói chung thì chúng ta cũng thấy rằng cái thảm cảnh mà chúng ta không ngờ đến đó là các cái chợ truyền thống ngày nay đã rơi vào một tình cảnh vô cùng khó khăn. Một phần là kinh tế khó khăn, một phần nữa là do người dân họ cũng bắt đầu thắt chặt các khoản chi tiêu do kinh tế khó khăn quá. Họ kiếm tiền rất khó luôn anh chị. Thêm vào đó là nhiều siêu thị, trung tâm thương mại, rồi nhiều cửa hàng tiện lợi mở ra rất là nhiều, rất là tiện lợi trong cuộc sống của người dân. Và đặc biệt nhất hiện nay đó là sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử anh chị. Sự phát triển của sàn giao dịch thương mại điện tử. Đây là một trong những cái sự cạnh tranh khốc liệt nhất đối với các cái chợ truyền thống mà bán hàng trực tiếp như thế này. Đó anh chị thấy người bán nhiều cho người mua có thấy là bao đâu. Chợ Tân Định hôm trước mình vào cũng vậy. Hôm trước có một chị bảo yêu cầu quay lại cái chợ Tân Định nhưng mà mình cũng chưa đi được. Ngày nay thì bán hàng truyền thống dường như là bất lực, không thể nào cạnh tranh khốc liệt với sàn giao dịch điện tử anh chị. Đa số bây giờ người ta lên trực tuyến người ta mua là rất là nhiều luôn. Thậm chí những chợ truyền thống như Sài Gòn của chúng ta thì không những là các cái quầy quần áo thời trang ế ẩm đâu cô chú anh chị, mà những cái quầy thực phẩm tươi nha, thực phẩm tươi sống hay là cá khô, rau củ quả thì ngày nay vẫn ế ẩm luôn, vẫn vắng khách. Mặc dù là ngay trong giờ cao điểm luôn anh chị, giờ cao điểm buổi sáng 8, 9, 10 giờ sáng đó là giờ cao điểm buổi sáng đó, nhưng mà mình thấy nhiều cái quầy ẩm thực, thực phẩm rau tươi hay là thịt heo cá cũng rất là ế ẩm luôn. Mặc dù là nhà nước của chúng ta cũng có nhiều cái chính sách để mà hỗ trợ cho tiểu thương buôn bán ở các cái chợ truyền thống. Tuy nhiên thì họ cũng chưa thấy gì gọi là có khả quan trong tương lai. Phải nói về lâu về dài đó thì để cho cái chợ truyền thống nó tồn tại như một cái kênh thương mại thật sự đó anh chị, và nó phải cần thiết hay người ta nói là thiết yếu cho người dân đó, thì giữa tiểu thương và ban quản lý chợ, đặc biệt là sở công thương ở Sài Gòn phải phối hợp và cần có những cái chương trình đào tạo anh chị, đào tạo miễn phí luôn cho các tiểu thương, cho các cái hộ mà họ buôn bán ở trong chợ truyền thống ở tại Sài Gòn của chúng ta. Hướng dẫn cho họ đào tạo miễn phí nghiệp vụ, đặc biệt là kết hợp với cái việc bán hàng online. Áp dụng công nghệ 4.0 anh chị. Văn minh thương mại mà. Thì mới có khả năng là trụ vững được trong cái thời điểm khốc liệt như hiện nay. Chứ còn bây giờ đi các cái chợ truyền thống chúng ta thấy đa số là đóng sạp, bỏ sạp, sang nhượng từ lưa. Hầu như chợ nào cũng vậy luôn á cô chú anh chị, chợ truyền thống nào cũng vậy luôn. Cho nên có rất nhiều người đặt câu hỏi là tại sao mà chợ truyền thống ở tại Sài Gòn của chúng ta lại ế đến như vậy? Lại ế đến như vậy ở cô chú anh chị. Người mua mà quá ít, người bán lại quá nhiều. Vì sao lại như vậy? Thời cao điểm
cũng ế ẩm luôn. Phải nói chợ Tân Bình của chúng ta là một trong những chợ sỉ lớn nhất ở tại Sài Gòn mà ế ẩm chưa từng thấy, chưa từng thấy luôn anh chị. Từ cuối năm 2023 thì mình cũng đã có cập nhật một cái video clip ở tại chợ Tân Bình, tưởng rằng là trong dịp Tết thì nhộn nhịp mua bán nhưng mà thật sự nó quá ế ẩm đi. Ngay cả chợ vải Sói Kình Lâm quận 5 đó chị cũng trầm lắng và đa số là khách giảm rất nhiều. Có nhiều cái chợ phải nói đến 70-80% là đóng cửa nhượng sạp. Phải nói ngày xưa anh chị biết không, chợ Tân Bình của chúng ta đó là mở cửa phải nói khách tấp nập luôn, mệnh danh là chợ sỉ với các mặt hàng thời trang nổi tiếng ở cả nước Việt Nam. Rất là chạnh lòng khi mà thấy cảnh chợ buôn bán ế ẩm như thế này cô chú anh chị. Rất là chạnh lòng luôn. Thê thảm, chợ đầu mối. Cho nên anh chị biết là phải nói cái tình hình mà ế ẩm như thế này nè, dẫn đến tiểu thương họ muốn bỏ chợ. Muốn bỏ chợ luôn đó cô chú anh chị các bạn, trong năm 2024 này thôi. Cho nên phải nói quá thê thảm mà chúng ta không biết là cái chuyện gì đang xảy ra. Và chúng ta cũng không thể ngờ rằng là chợ Tân Bình lại ra một cái nông nổi này, thê thảm như thế này. Hàng loạt sạp đóng cửa. Có nhiều anh chị xem mà không tin cô chú anh chị các bạn, cho nên Tường Vũ Channel mới nói là nếu như anh chị nào mà thấy không tin thì cứ để một buổi thôi, chúng ta đi vào trong trực tiếp trong chợ truyền thống, chúng ta sẽ thấy được nó như thế nào. Nói ngày xưa anh chị thấy những con đường này nè, con đường xung quanh chợ Tân Bình anh chị rất là đông khách, phải nói nhộn nhịp và xe cộ tấp nập luôn, có thể nói là kẹt xe luôn. Còn bây giờ anh chị thấy không, đường trống trơn, khách thì chẳng có.
Tường Vũ Channel xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian ủng hộ đồng hành với kênh YouTube Tường Vũ Channel. Những anh chị nào đã xem nhưng chưa ủng hộ đăng ký thì vui lòng cho Tường Vũ Channel một subscribe nha cô chú anh chị và các bạn. Tất cả những sự ủng hộ cũng như là yêu mến của tất cả cô chú anh chị và các bạn đó là niềm động lực rất là lớn, cổ vũ về mặt tinh thần cho kênh YouTube Tường Vũ Channel sẽ cập nhật những hình ảnh cuộc sống ở tại Sài Gòn ngày nay để gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn. Và như vậy có lẽ những hình ảnh này cũng đã khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel ngày nay. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ước mong được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.